VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Boncha Vio Long Đào mới ngon đào mong. Hãy thì hãy đi. Wow. mất mặt được chưa? Bị thôi đó. Đấy, em làm về được làm lại được. Đó, kiểu dáng bước của em là đau biết. Because I boom boom. Không quan tâm anh nói gì, vì giờ đã chế để nói câu nếu thì cờ sái nô. Mày quá. Tại vì top 2 còn nhiều chỗ đấy, anh nhìn anh hai nhóm cứ tập đi. Anh top 2 hả? Em là top 1. Đúng 10 trên 10 mà. 10 trên 10 là 10 trên 10 là có 10 vị trí thì mình ở vị trí thứ 10. 10. Tháng 2. Đẹp. Sau bài 10 trên 10. Anh ơi em đang rung quá nè, đừng nói mấy cái đó em sợ quá anh ơi. Tại vì hôm nãy mình khiêm tốn đó, giờ mình bật mút lại đó. Đâu? Nãy đâu có khiêm tốn đâu, nó phải tăng từ từ mà. Lắm người ra bên này cổ vũ to lắm, yên tâm. Cứ mọi người cổ vũ dùm nhá. Mình deal với nhau thì đi. Dạ vâng. Lúc bên này diễn chỉ cần bên đấy khóc hoặc là kiểu diễn cái nét xúc động thôi. Đừng cười khúc đấy. Cười là bị nó bị bể. Chính ra bài buồn lắm hả? Buồn nhá. Buồn nha. Buồn mà. Nét diễn buồn em có nhiều. Cần khóc nét diễn nhá. Ok mà tôi làm được. Khóc mà tôi làm được. Khóc làm được. Buồn là buồn sang nha. Khóc nhá, không giật. Nhưng khóc không được giật cái miệng khỏe khỏe lên. Vậy hả? Lại. Nên đang vui nè. 1, 2, 3. Em ơi nghe. Không, khúc đấy chưa khóc. Khúc đấy là em buồn ngang thôi. Buồn từ từ. Hãy order next khác đi. Không, cái này buồn sâu thẳm một tí đi. Buồn sâu thẳm đi. Nào. Đang cười. Cười nha. Sâu. Em ơi nghe lời. Sao nghèo ngang vậy? Cái nét này rất nghèo nha. Sao vậy? Nghèo quá nha. Sang buồn nghèo buồn sang của em. Nhưng mà đoạn chỉ có đoạn đường khúc mới buồn thôi đúng không? Đoạn nào nó cũng buồn luôn. Buồn từ đầu. Nhưng mà khóc trong 3 phút mấy mệt lắm nha mọi người. Em phải quy định rõ ràng cái hoàn cảnh đi. Anh diễn phải có tâm lý. Bây giờ tôi biết rồi. Tức là khi mọi người ra, tức là bọn tôi sẽ đẩy không khí lên trước. Đúng rồi. Đúng. Phải hết hồn mới concept này. Sau đó bắt đầu là mới đấy ôm một cái. Sau đó đang vui đến điểm khúc thì hết cười. Phải tới điểm khúc mới hết cười được. Xong rồi mới rưng. Vậy là đang cổ vũ sung xong rồi buồn ngang đúng không? Order cái đó. Đúng rồi. Cảm xúc từ từ dần dần đến khúc cuối là rơi mắt nước mắt nha. Rehearse nè anh, đang cổ vũ ngang nè. Cũng vậy đúng không? Bất ngờ vậy đúng không? Hơi vội. Kịch rồi. Rồi đã nói hai anh em tôi diễn kịch lắm. Kịch cỡm luôn mà không tin. Lỗi hai anh em tôi anh không cái đâu. Thôi rồi lại rồi diễn lại nè. Em ơi nghe lời gió. Bi thảm ngang rồi trời. Không, cái cười đó là diễn xong rồi cảm thấy hạnh phúc quá. Thì vỗ tay được không? Mọi người thấy được không? Được nha. Mời giải 50.000 cho mỗi anh em nha. Trong nhóm diễn nó cực nó bầm hết người rồi. Này bài mình nhảy nhiều lắm đấy. Đúng. Bài mình có gì đâu nhảy nhiều. Bài bên đây em yêu cầu mọi người là tại vì bài em là rất là sexy. Sexy như nào? Em cần mọi người kiểu cảm giác xảy ra ta thèm muốn á. Thèm muốn là như nào? Thèm muốn ai ta? Thèm muốn gì ta? Không biết. Tại vì rất là gợi mở. Thì bài 1 trên 10 á thì nó rất là gợi cảm. Đúng. Dễ order mọi người. Có mấy kiểu hay động tác mấy kiểu mà. À đây, thôi để em, cái đấy để em, anh. Chớ là chớ rồi, mê đen. Mê dancer. Mấy cái động tác nhạy cảm đấy là để em, anh hiểu không? Đây là tuy là cái đồ này nó hơi vừa, anh hiểu không? Ờ để em cầm cho anh. Để em cầm cho anh. Em cầm. Vậy. Từ, cầm coi, cầm coi. Nha. Rồi. Nào, hất đi, hất đi. Hãy đi, hãy đi. Wow. mất mặt được chưa? Bị thôi đó. Đấy, em làm về được làm lại được. Đó, kiểu dáng bước của em là đau biết. Em sexy hơn gì nữa? Michael Jackson gì vậy em gì? Trời ơi, em sẽ cổ vũ nhiệt tình nha, thật sự sẽ cổ vũ cho mọi người rất nhiệt tình. Nên ôn lại cái điều khúc mà không bị quên á, động tác phải nhớ. 1, 2, 3.
không quan tâm mà nói gì. Giờ đã chết để nói còn nếu thì cần sai đâu. Just let you go, life ain't for you, you never know. Mình để thời gian cho câu trả lời. Mình giờ thêm ai yêu em không nghĩ ngợi. Cần sai đâu, just let you go, life ain't for you, you never know. Ôi, nó nhảy gì mà quay đít vô máy quay vậy? Đúng rồi, quay để hồi nữa người ta coi cho nó bất ngờ anh. Ui, ui. Ê. Nhưng mà em có một điều thắc mắc nha anh Jin. Tại sao cái găng tay của anh bên này là giao hàng tiết kiệm, còn bên này là Pháp Kiều vậy? Cái gì? Phải không? Điên khùng không phải. Cái găng tay anh bên này là Pháp Kiều vậy? Không phải. Anh là cánh tay trái của nó đúng không? Anh là gián điệp. Trời ơi. Tại sao? Nghi rồi. Anh Jin Tuấn Kiệt đúng chưa? Tưởng là giao hàng tiết kiệm. Tên vợ anh Buka. À. Giao tiết kiệm. Giao tiết kiệm. Hợp lý ta. Giao thông kém. Ê. Anh lưu anh xoay như nào để cho xoay đẹp? Xoay chân thôi. Đúng rồi. Em bị xoay hai chân rồi. Nó chỉ cần là tùm xoay nào. Ý gì? Không được. Rát. Xoay mà lố là này. Nó chỉ cần nhảy là ý là em xoay một chân thôi rồi sao em đặt xuống. Đúng rồi. Thôi đừng có nhảy hai lần. Dạ. Đặt chân xuống là xuống luôn. Ok ạ. Vì xoay nó dễ bị mất trụ. Chỉ vì em lao vào lưỡi nhân viên người khác mất đi. Do nào? Because I boom boom, không quan tâm anh nói gì. Vì giờ đã trễ để nói câu nếu thì cờ sái no. Should I let you go? Đấy, sẽ tìm anh em đã lấy đi đâu. Mình đợi thời gian thay cho câu trả lời. Giờ xem ai yêu em không nghĩ ngợi. Cờ sái no. Should I let you go? Nhớ làm cái này nha bà con. Chỉ cần đưa đầu bên phải thôi. Kiểu ôn bài kìa chứ thôi. Tụi bên kia kìa quá là. Sơi. Sơi. Kiểu ôn bài quá vậy rồi. Mọi người. Rồi. Sao đấy tập đi, sao đấy tập đi, sao đấy tập đi. Ôn bài quá vậy, chưa được bài đúng không? Đi đi anh em sang đấy tập cùng đi. Anh ra xem đi. Anh tập xem này. Xuống. Hai, đưa cái đầu qua ba, nào được. Được. Hai, ba. Piu, piu, xuống. Anh em tập chung không? Đấy, đang tập nè. Chiêu thức đi. Mấy con thủy quái này đi về chỗ đi. Sao mà anh mà thấy bọn em ok thì muốn bỏ ai ra thì bọn em cho vô luôn. Ok chưa? Ok không? Không được nha. Mình thay đồ lẹ nó lắm. Nó diễn ai cũng có hết, đừng có giành của nhau anh ơi. Mà linh động. Vậy là chứng tỏ nhóm này không tốt rồi mới muốn đi nè. Ờ, đúng không? Không, bọn em rồi. Tự tin cái bài của mình rồi, em hỗ trợ. Là support, sao mặt mày giống như là có một gì đó nó bất cần đời. Trời ơi. Nhiều quá. Tại vì top 2 còn nhiều chỗ đấy. Anh nhìn anh hai nhóm cứ tập đi. Top 2 hả? Em là top 1. Đúng 10 trên 10 mà. 10 trên 10 là 10 trên 10 là có 10 vị trí thì mình ở vị trí thứ 10. Hiểu chưa? Hạng 10 trên 10 người á. Hợp lý quá. Miếng xuất sắc này. Năm cuối rồi gì nữa. Hợp lý luôn anh. Quá hợp lý. Vậy là mọi người anh ơi biết sao không? Anh ơi, mọi người bị tiêu cực đó. Tại suy nghĩ mọi người tiêu cực đó. Mình không chơi người tiêu chứ cực. Mình 10 trên 10 là tuyệt đối anh ha. Không. Nước sông không phạm nước giếng, thủy quái đi về biển. Không hề. Anh là titanium mà. Hả? Anh là titanium. Anh là cát rồi, tụi em là nước. Cát không đụng nước được. Kia cát rồi. Không, tụi anh là cũng cát luôn, anh đất đỏ ba gian mà. Tụi em là thủy quái đúng đất không? Đất luôn á. Cát đằng kia người ta hút hơn đây bình thường đó, mình cũng sợ lắm. Không phải đối thủ ấy. Chắc, kiểu... đi về. Cát nè, cát vũ trụ xuống nha. Đây nè, thấy chưa nè, nham thạch vũ trụ xuống nè đó, chưa? Nó đúng hơn là nhìn. Không phải bùa nè, em mới đùa phát sáng vậy. Không, nhưng mà nó đúng hơn là giống cục than á, anh biết không? Em đi có cục than nào rồi. Mà có kim loại vô bắt sát sáng cái này em ơi. Dính mà đồng. Thôi bây giờ có than cũng là than từ vũ trụ xuống à. Ok. Bước không? Cho là Galaxy. Ok rồi. Chưa? Về thôi. Đi về thôi. Ừ, hết chuyện rồi đó. Ừ. Sao bàn sâu quá. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Boncha VO Long Đào mới. Ngon đào mong. Anh trai Say Hi 20 giờ thứ bảy trên kênh HTV2 V Channel, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion.